2012 tại lễ khai mạc Olympic London khi mà pháo hoa được bắn lên để chào mừng. Bỗng nhiên, từ đầu xuất hiện ra một vật thể bay không xác định UFO, có vòng sáng xung quanh và di chuyển với tốc độ rất chậm, lọt vào máy quay của đài truyền hình, khiến dư luận hoang mang đến tột độ. Rất có thể đây là một tín hiệu do người ngoài hành tinh nhắn gửi đến chúng ta. Nhưng cho đến nay, mục đích của người ngoài hành tinh là gì thì vẫn chưa ai có thể tiết lộ được. Chính quyền các nước vẫn hàng ngày giống nhẹp đi những thông tin về UFO hay người ngoài hành tinh. Nhưng mà các bạn thấy đấy, họ vẫn ghé thăm trái đất của chúng ta thường xuyên và xuất hiện một cách rõ ràng trước mặt con người. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Admin tìm hiểu về những lần chúng ta phát hiện ra UFO một cách ngẫu nhiên nhất nhé. Chắc hẳn các bạn cũng đang rất tò mò về những thực thể ngoài hành tinh và những vật thể bay không xác định UFO này đúng không nào? Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, ngay sau đây sẽ là những lần phát hiện ra UFO tình cờ nhất. Vật thể bay biến mất. Vào tháng 11 năm 2020, một vật thể lạ hình thoi phát sáng bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời tại vùng Sakutia ở Siberia, Nga, khiến rất nhiều người phải bàng hoàng và sững sờ khi nhìn thấy. Vật thể này trôi nổi từ từ trên không trung rồi đột nhiên biến mất ngay trong một vật thể khác, làm dấy lên sự lo ngại về việc UFO đang thăm dò và tìm kiếm mối dây liên lạc với trái đất. Vật thể bay không xác định này trôi nổi bên trên những ngôi nhà, nó phát ra nhiều ánh sáng và kéo theo một vệt hơi nước dài. Ở cuối video, vật thể biến mất sau khi tiến vào trong một ô cửa hình thoi sáng rực xuất hiện đột ngột phía bên trên. Những người chứng kiến thì cho rằng vật thể trong video là bằng chứng về phi thuyền ngoài hành tinh. Nhiều người thì cho rằng video được dàn dựng bằng ánh sáng laser và máy bay không người lái. Bạn tin vào ý kiến nào hơn? Bạn có tin vào UFO và người ngoài hành tinh không nhỉ? Hãy chia sẻ lại suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận cho mình biết với nhé! UFO bị rò rỉ từ lầu Năm Góc. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2021, Diana Montiel đang xem TV trong căn hộ của mình ở gần Plaza Gonzalez Vique, San Jose thì bất ngờ phát hiện một vật thể bay kỳ lạ chuyển động với tốc độ cao và phát ra ánh sáng trên bầu trời. Ngay lập tức, cô liền lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này vì tin đó chính là UFO. Diana chia sẻ, ban đầu, tôi đã nghĩ ngay đây có thể là UFO, nó không phải là trực thăng hay máy bay, bởi dù di chuyển với tốc độ cao thì vật thể này cũng không phát ra âm thanh nào. Lúc đấy, tôi chỉ biết lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này vì tôi biết rằng nếu kể điều này với bất cứ ai mà không có bằng chứng thì chắc là cũng chẳng có ai tin tôi. Ngoài ra, Diana còn tiết lộ, tôi đã xem video trên YouTube và thấy rằng lầu Năm Góc đã bị rò rỉ một số hình ảnh về UFO và nó trông giống với vật thể mà tôi trông thấy. Vì vậy, tôi khẳng định đây có thể là một UFO. Sau khi đoạn video mà Diana ghi lại được công bố, Alejandro Saren, một chuyên gia về UFO, người từng chụp và quay lại được hàng trăm bức ảnh video về các vật thể bay không xác định, đã khẳng định rằng video này là thật và Diana không hề nói dối hoặc cố tình tạo ra clip này để thu hút sự chú ý của dư luận. Ông Alejandro cũng giải thích rằng vật thể bay kỳ lạ kể trên không phải là đèn pha vì nó di chuyển và phát ra ánh sáng song song với nhân chứng. Nó cũng không phải là máy bay hoặc là flycam bởi vật thể lạ nghi là UFO này phát ra ánh sáng trắng, còn các máy bay hoặc flycam thì thường được trang bị đèn màu đỏ hoặc là xanh lá cây cơ. Ngoài ra, Alejandro còn khẳng định đây cũng không phải là một vệ tinh, bởi vì con người chỉ có thể nhìn thấy các vệ tinh vào khoảng chiều tối và sáng sớm khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào, còn vật thể bay kỳ lạ này được phát hiện vào lúc 1 giờ 17 phút sáng. Tuy nhiên, để có thể khẳng định vật thể lạ Diana thấy là UFO thì vẫn chưa có đủ bằng chứng. Vì vậy, nó vẫn là bí ẩn cần được nghiên cứu nhiều hơn thì mới có thể đưa ra câu trả lời được. Bánh răng UFO ở Nga. Một người đàn ông Nga đã tìm thấy một mảnh bánh răng kỳ lạ trong ống than khi ông đang sử dụng chúng để nhóm lửa sưởi ấm ở Vladivostok, Nga. Mặc dù những mảnh máy móc cũ không phải hiếm gặp ở Nga, nhưng vì tò mò nên là người đàn ông đã gửi phát hiện này tới giới khoa học để phân tích. Kết quả, bánh răng trên được làm từ nhôm tinh khiết và do người nào đó thiết kế lên. Nó có niên đại lên tới 300 triệu năm tuổi. Phát hiện trên khiến nhiều người ngạc nhiên vì nhôm có độ tinh khiết cao, không thể hình thành một cách tự nhiên và con người mới tạo ra nhôm nguyên chất từ năm 1825. Chiếc bánh răng trông giống như bộ phận của kính hiển vi hoặc một thiết bị kỹ thuật tinh vi nào đó. Nhiều người tin rằng bánh răng là bộ phận trên tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Nhưng các nhà khoa học không đưa ra kết luận vội vàng và muốn thực hiện thêm các thí nghiệm chuyên sâu để tìm hiểu về vật thể bí ẩn. Người ngoài hành tinh. Vào năm 2011, hai du khách người Anh khi đến thăm khu vực Mammoth của rừng nhiệt đới Amazon đã quay lại được những thước phim, trong đó xuất hiện những đốm sáng và bóng người hệt như là người ngoài hành tinh đang đứng trong rừng.
Được biết, đối với những khu vực huyền bí như rừng rậm Amazon, sinh vật này có thể đã lẩn tránh và theo dõi con người từ rất là lâu rồi. Điều này có thể là bằng chứng khẳng định rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Trong khi mới năm 2020 vừa rồi, có một hình ảnh được chụp lại từ vệ tinh ngoài không gian đã cho thấy vật thể bay không xác định, UFO xuất hiện ẩn trong bụi cây. Nhiều người cho rằng kích thước của UFO này rất lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là ánh đèn hoặc là quả cầu sáng được phát hiện do người dùng tìm kiếm thông tin từ Google Maps. Vật thể bí ẩn này thuộc về tiểu bang Rondônia nằm phía tây bắc Brazil. Các bạn có nghĩ rằng đây chính là người ngoài hành tinh thật không? No, but seriously, be honest with me. What was it like? Well... Luồng sáng xanh bí ẩn. Các bạn biết không, vào năm 2016, một sự kiện cực bí ẩn đã xuất hiện tại sân bay Miami ở bang Florida, Mỹ, đã khiến nhiều người không chỉ bất ngờ ngơ ngác mà còn hoang mang sợ hãi rằng đây chính là điểm báo cho việc người ngoài hành tinh sắp tấn công trái đất. Theo nhiều nhân chứng, cuồng sáng màu xanh bí ẩn trông giống y hệt bộ vật thể bay không xác định UFO khổng lồ trên bầu trời. Ngay lập tức, rất nhiều người nhanh tay quay lại cảnh tượng đó và thốt lên rằng: "Nhìn thứ đó kìa, nó sắp đâm vào chiếc máy bay." Sau đó, họ đã phải thay đổi vị trí để cho thấy vật thể lạ trên đang di chuyển trên bầu trời đêm. Sau khi các đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ rầm rộ, nhiều người bắt đầu lao vào những cuộc thảo luận. Có người lo ngại nói rằng đây là một hành động xâm lược của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, nhiều người thì lại cho rằng đây là một hiện tượng hết sức bình thường. Một người nói đây chỉ là một vụ phóng tên lửa ở bang Florida và luồng sáng kia chính là khói hydro từ động cơ tên lửa, hơi nước ngưng tụ trên cao hình thành một đám mây gồm các tinh thể băng và được phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Ở Việt Nam mà thấy hiện tượng này thì mình mạnh dạn đoán đó là những con diều lắp thêm cây sáo và đèn nháy rồi đấy. Diều à? Đâu, lại còn thắp đèn nước nháy à? Hay. Mối liên hệ của Đức Quốc xã và Alien. Vào năm 2014, nhóm nghiên cứu Vladimir Melikov của Nga đã phát hiện ra một hộp sọ giống như của một con quỷ tại Khambosoy, Tiếc, làm dấy lên nghi vấn về việc Đức Quốc xã có liên hệ với một chủng loài kỳ dị. Sinh vật này trông không hề giống với bất kỳ sinh vật nào mà con người biết đến. Điều kỳ lạ nhất chính là chiếc đầu lông này không có sọ và cằm, trong khi hốc mắt lớn bất thường. Melikov tin rằng vị trí của các lỗ tròn trên hộp sọ là dấu hiệu của một sinh vật đi thẳng đứng trên hai chân và phần đầu cho thấy nó là một sinh vật có sừng. Rất khó để tưởng tượng rằng đây không phải là hộp sọ của người ngoài hành tinh. Sau đó, họ còn tìm thêm được một chiếc vali bí ẩn và một bản đồ màu với độ chính xác đến kinh ngạc về nước Cộng hòa Adygi, một lãnh thổ của Nga không xa Biển Đen năm 1941. Trên chiếc vali xách tay này có dấu ấn của Hiệp hội Nghiên cứu Anderby chuyên nghiên cứu về chủng tộc Aryan từng thống trị trái đất của Đức Quốc xã. Việc tìm thấy một chiếc cặp của Đức Quốc xã quá gần với vị trí của hộp sọ bí ẩn của Melikov khiến rất nhiều người tin rằng Đức Quốc xã đã có liên hệ với người ngoài hành tinh hoặc là họ đã triệu hồi một ác quỷ. We have no DNA, nothing, until we actually produce a corpse. Chạm trán với UFO. Vào đầu năm nay, hai phi công của hãng hàng không quốc tế Pakistan đã quay được đoạn video hấp dẫn về cảnh một vật thể bay không người lái UFO xuất hiện giữa ban ngày. Theo như admin tìm hiểu được, thì các phi công phát hiện vật thể lạ này đang trên chuyến bay từ Karachi đến Lahore, Pakistan vào lúc khoảng 16 giờ chiều. Vào thời điểm trên, máy bay đang ở độ cao 10.600m và bay gần thành phố Rajasthan. Các phi công đã nhanh chóng lấy máy quay ghi lại cuộc chạm trán chớp nhoáng này. Một phi công nói, UFO phát sáng chói lọi bất chấp việc đang là giữa ban ngày. Thậm chí, vật thể lạ này đang di chuyển chứ không hề đứng yên. Thực tế thì việc kết luận rằng họ đã gặp được UFO là quá sớm bởi không hề có bằng chứng xác thực gì và cũng không có ai biết đó là gì cả. Các bạn thấy sao về sự việc này? Comment ngay ý kiến của các bạn xuống dưới phần bình luận nhé! Vừa rồi là những lần tình cờ phát hiện ra UFO bị che giấu và các bạn thấy chủ đề ngày hôm nay thế nào? Và các bạn có tin rằng UFO hay giả thiết người ngoài hành tinh là có thật không? Hãy comment chia sẻ lại ý kiến của mình dưới phần bình luận cho admin và mọi người cùng biết với nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh và hình quả chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào của chúng mình!